Đây là cá nâu khoai lạc nha cả nhà. Đây là món cá nâu khoai lạc mà hôm nay em muốn giới thiệu cả nhà nè. Cá này ăn thì rất là béo luôn cả nhà, nó rất là ngọt luôn. Nhưng mà khi mua thì cả nhà nhớ là mua lựa chọn cá còn sống nha, còn tươi sống thì nó mới ngon. Rồi, để biết món cá này ngon và hấp dẫn ra sao thì bây giờ em mời cả nhà cùng vào bếp với em nhé. Kênh Cô Năm Miền Tây mến chào các cô chú và anh chị. Hôm nay thì em sẽ vào bếp và chia sẻ với cả nhà món cá nâu khoai lạc ha. Đây là cá nâu nè cả nhà. Lúc này trời mưa bão nên cá nâu cũng hiếm lắm cả nhà. Chỉ có vài chỗ nó bán thôi. Mà cá như thế này thì nó cũng rất mắc luôn. Cá này là em mua khoảng, để coi bữa đó em mua là 200.000 ký, còn lớn hơn là khoảng 300.000 luôn đó cả nhà. Mắc ghê không? Và đây là ít rau nè cả nhà. Đây là rau ở nhà trồng ha, chỉ có giá là em mua thôi. Hôm nay ăn tráng miệng là dưa hấu. Ở đây thì em có chuẩn bị nè, phần củ hành băm, tỏi băm và một ít ớt ha. Ớt này em để cho ngăn đá nè, nó còn đông đá đó cả nhà. Và một số gia vị nhà bếp nha. Bây giờ thì em sẽ ướp tới cái phần cá nè. Bây giờ thì cả nhà sẽ cho cá vào cái thố như thế này ha. Mình sẽ ướp cá. Cá hôm nay thì em sẽ kho lạc cả nhà. Cả nhà sẽ cho hết cái phần củ hành vào ha. Thêm một xíu tỏi nữa. Hôm nay thì em sẽ kho cá có nước nước để mình chấm rau. Do đó mà em sử dụng là 4 muỗng nước mắm nha. 4 muỗng nước mắm. 1 muỗng bột ngọt. 1 muỗng đường. Và một ít tiêu. Bây giờ chúng ta sẽ trộn cá lên nè, cho cái phần cá nó thấm cái gia vị đó cả nhà. Cái phần ớt thì lát chút kho em sẽ cho vào ha. Bây giờ thì em sẽ không cho ớt vào. Cá này thì mình ướp hơi lâu lâu một chút, tại vì cái da của nó hơi dày á cả nhà. Em cũng chưa ăn cá nâu kho bao giờ nữa, nhưng mà nghe nói cá nâu kho thì rất là ngon luôn, rất là béo, nên hôm nay ăn thử nè. Cá này thì nấu canh chua, nấu ngót gì đó cả nhà, cũng ngon nữa. Em nghe cái chị bán cá nói như vậy á, chỉ em cách kho luôn nữa nè. Thì em nghĩ cá kho lạc thì nó cũng giống như các bước kia thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ để ở đây. Rồi, bây giờ phần cá sau khi 15 phút rồi, mình sẽ bắt bếp lên rồi mình cho vào đây một ít dầu ha. Mở bếp lên và cho một ít dầu vào. Khi dầu nóng thì cả nhà sẽ cho hết cái phần tỏi băm vào ha. Mình làm như thế này thì nó sẽ rất là thơm đó cả nhà. Khi kho cá mà mình thử dầu thì nó sẽ rất là thơm. Hôm nay là có kho lạc thì em sẽ không có hắn nước màu nha. Em sẽ kho theo kiểu nguyên thủy luôn á. Rồi sau đó mình sẽ cho vào đây cái phần nước hồi nãy mình đã ướp cá, và em cho thêm một ít nước nóng vào. Bây giờ mình sẽ nấu cái hỗn hợp nước này nó sôi lên ha, rồi mình sẽ cho cá vào. Do cái phần nước em đổ vào là nước nóng đó cả nhà. Rồi vậy bây giờ em cho cá vào luôn nha. Rồi bây giờ mình vẫn để lửa lớn
cho cái phần cá nó được sôi và nó thấm cái gia vị. Cá lúc này cũng đã sôi cả nhà, cho lửa vừa xuống ha. Cho lửa sôi vừa vừa thôi, lửa nhỏ thôi. Đó, cho phần cá của mình nó sôi nhẹ. Bây giờ em sẽ chở cái phần cá bên đây qua nè. Này mình sẽ cho mấy cái ớt vào ha. Chị đang quay clip mà. Mình sẽ trở qua một lần nữa. Và cả nhà sẽ nêm nếm lại xem nó đã vừa ăn chưa nha. Em sẽ cho thêm một miếng nước nữa nha cả nhà. Ít nước quá. Ít nước quá thì lát mình không có nước để chấm rau. Phần cá lúc này cũng đã chín rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ nêm nếm lại coi xem coi cái gia vị nó đã vừa ăn chưa nha. Nếu như cả nhà thấy mặn hay lạc thì mình sẽ thêm gia vị vào cho phù hợp với lại cái khẩu vị của gia đình nhà mình nha. Cá nó thì nó cũng không có mặn quá mà cũng không có lạc quá cả nhà. Rồi bây giờ chín thì mình sẽ sắc hành vào ha. Sẽ cho hành vào. Cho thêm vào đây một ít tiêu nữa nè. Ngon quá. Nhìn hấp dẫn không cả nhà? Rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra dĩa thôi nè. Bữa cơm trưa của gia đình nhà em đã hoàn thành rồi nè cả nhà. Đây là cá nâu kho ha. Ăn kèm với rau sống nè. Và tráng miệng hôm nay là món dưa hấu nha. Rồi bây giờ em mời cả nhà cùng ăn với em nhé. Em mời cả nhà dùng cơm nha. Giờ em sang miếng cá coi như thế nào nè. Cá rất là ngọt luôn cả nhà. Cá rất là ngọt luôn. Ăn với bông súng rồi nè. Bông súng này cả nhà nhớ mình phải ngâm nước muối nha cả nhà. Và mình sẽ bỏ nó ra như thế này nè. Tại vì em nghe nói là cái bông súng á, bên mé trong của nó hay có con giun đó cả nhà, giun sáng á, nên nó rất là nguy hiểm nè, nó phá hoại cái, nó làm cho chúng ta, con giun nó làm cho chúng ta xanh xao luôn á. Em có bà cô á bị con giun mà làm tối ngày bị nhức đầu hoài luôn, chóng mặt choáng váng, chắc ăn vô bao nhiêu là giun ăn hết rồi.
Cá mà còn sống ăn rất là ngon cả nhà, thịt của nó rất là ngọt. Bởi vậy đi khi mà đi chơi ngoài Vũng Tàu đó, em phải ăn được cái món cá biển đó. Tại vì món cá ngoài đó nó rất là ngọt luôn. Khi vào đây thì nó đã chết rồi, đa phần là bị ướp hết rồi. Do đó khi ho thì nó không có còn ngọt dữ nữa. Còn con cá này là con cá ở nước ngọt. Lúc em mua là nó còn sống luôn. Ớt thì cả nhà thích dầm thì dầm cho. Muốn ăn cá thì dầm cho nha. Cay cay mới ngon. Ăn được quá. Nãy giờ Quần nấu nướng nên nó khát nước quá cả nhà. Cá này nó cá là béo ghê luôn. Nếu mà được con cá lớn là ngon lắm cả nhà. Rất là béo luôn. Vài bữa nữa thì bà chị em về chơi, hai bữa nữa bà chị về chơi em sẽ đãi cái món cá kho lạc mới được. Từ hồi đó thì chị em chưa biết ăn món có cá kho lạc, mà không biết ngày mai ở chợ nó có bán không nè. Không phải nhà nào cũng có đâu cả nhà. Có hôm không. Mà đi chợ thì cả nhà nên đi chợ buổi sáng thì nó có rất là nhiều loại cá. Mà cho em đi chợ thì cũng hơi xa. Chợ gần ở đây thì bán cá thường là cá biển là nhiều, cá đồng ít. Muốn mua mà cà đủ loại cá là xuống chợ Hình Ruột. Mà chợ Hình Ruột thì đi hơi xa chút xíu. Đúng chất lượng, tiền nào của nấy nha cả nhà. Cá mắc thì ăn ngon, nó tươi ngon. Cá chết thì nó sẽ bán giá loại giá khác. Nhưng mà em khuyên mọi người đừng có quá hà tiện. Tại vì giờ thì mình ăn đâu có nhiều đâu. Mình ăn rất là ít nên mua cá tươi đi. Em bây giờ bữa cơm của em á là em ăn có chén nè cả nhà. Chén thôi, ngon lắm là ăn chén rưỡi thôi chứ cũng không ăn nhiều. Bốn con cá này á là ăn tới cử sáng luôn á. Ấm nước mà quên. Cái vụ ấm nước này rất là nguy hiểm luôn. Ấm nước là có thể cháy nhà luôn. Kỳ em dặn con em ở nhà nấu nước. Em đi vô ngủ. Đây nó nấu nước mà em nghe bốc khói luôn. Ra hết hồn luôn, ra là cái ấm nước nó cháy đen luôn cả nhà. Nó lủng lỗ luôn. Trời ơi, may là phát hiện kịp thời. Nếu không mày tới không chịu.
Ăn một chén cơm mới nữa được không ca? Để em múc thêm nửa chén cơm nữa. Chứng tỏ là cá này rất là ngon luôn cả nhà. Em phải thêm nửa chén cơm nữa nè. Ngon lắm. Cả nhà mua cá về kho ăn đi. Rất là ngon luôn, đảm bảo ngon luôn. Bao ngon luôn. Chứ không phải ngon thường nữa. Em bao ngon luôn. Có bông súng ăn ngon, bông súng ăn mát miệng cả nhà. Cái nâu á, ăn rất là béo. Với lại con cá măng rổ cả nhà, cá nó cũng béo nhưng mà nó không béo bằng con cá này nha. Em còn chưa biết ăn cá chim nữa. Em còn chưa thưởng thức qua món cá chim luôn á. Tại vì chưa ăn nên thành ra cũng chưa có mua nữa. Nhưng mà hôm nào sẽ thử nấu thử cái món cá chim. Em thì cũng không có ăn cá giỏi đâu. Đa phần em ăn thịt nhiều á. Sau này thì em biết ăn được một loại cá bóng. Cá bóng, cá dương hồng rồi đó cả nhà. Mấy cá này em bắt ăn lắm. Nhưng mà nhờ quay clip vậy nè mà em ăn được nhiều loại cá đó chứ. Cá biển thì em chỉ biết ăn cá chiên thôi. Nhưng mà giờ em cũng quay clip, em cũng ăn được cá kho luôn rồi đó nè. Rồi cá nâu nữa, rồi cá măng rổ nữa. Ăn được nhiều loại cá. Giờ biết ăn cá đói nữa. Quay clip gì cũng có lợi quá chứ. Tập ăn luôn. Chứ mà thịt quậy thấy em ngán quá. Có mấy món thịt ram, thịt kho. Cứ như nó làm hoài. Mà thịt đó, thịt mà kho qua một bận thôi chứ mà để tới bận thứ hai là hết ngon rồi cả nhà. Mình kho mình ăn liền á. Chứ mà dư bữa sau là coi như ế luôn. Thịt kho tàu thì còn hâm tới hâm lui được. Thịt kho tiêu kho tới hâm lui không ngon. Bông súng này chắc anh hai bán hay sao mới cho, chứ thường nhà em cũng ít hái lắm. Tại vì nó cũng khó hái lắm, cả nhà muốn hái là phải lội xuống ao. Ăn không có nhiều loại là biếu quá. Cá này ăn ngay cái ức á, ngon lắm. Mấy rài chỗ mấy anh chị có mưa không? Chứ ở đây thường là chiều chiều hoặc là tối tối rồi đó. Buổi sáng là thấy là bầu trời âm u rồi đó. Nó áp thấp nhiệt đới hay sao cả nhà? Gần tới ngày đi làm rồi. Hôm nay được ăn xong, cái này đi làm thấy ngán.
ngán nhất là đầu năm đó cả nhà. Cô giáo phải vô làm cỏ nè, trang trí nè, giờ trẻ em đầu năm nó khóc thôi không chịu nổi luôn. Các bé nào mà đi học rồi thì đỡ, còn các bé nào mà chưa qua lớp mầm lớp chòi á, chàng ơi, nó khóc cái là in nổi luôn á. Em nhớ hồi đó em nhận một cái bé kia lớp lớp mầm đó cả nhà, lần đầu tiên nó đi học, trời ơi, nó vô nó cắn em mà cắn tới chảy máu luôn á, gọi là chảy máu luôn á. Ghê không? Lần đầu tiên xa cha xa mẹ á, đứa nào cũng vậy, nó không chịu ngủ, bữa trưa nó không chịu ngủ cả nhà. Em dụ cả gần cả một tháng trời á, em lấy điện thoại cho nó xem, rồi nó nằm sát bên em, rồi nằm phải vuốt ve một hồi mới chịu ngủ. Mà một tháng như thế, qua một tháng rồi là thôi không có, tới giờ ngủ là tự động vô ngủ. Nhiều khi ở nhà cả nhà, tới giờ ngủ á, thì cha mẹ dụ á, dụ cầm điện thoại chơi á, rồi một chút xíu ngủ á, cái nó quen vô đây chứ cô giáo đào tạo được hết à. Nói gì chứ con nít nó dễ uống nắng lắm. Nhiều khi ở nhà không sợ cha không mẹ, nhưng mà vô trường là sợ cô giáo. Cả nhà nay thấy em ăn ngon miệng dữ rồi đó, là biết cá thì nó ngon dữ rồi đó cả nhà, quá ngon luôn. Hôm nay ăn mà gần 15 phút luôn, quá trời không? Món ăn nó ngon á. Thôi thì chắc là em ăn một giá cơm nữa rồi thôi em sẽ dừng video cả nhà. Dài quá biết sao không? Cái điện thoại em nó xuất không nổi. Nhiều quá nó xuất ra không nổi luôn á. Thôi em xin dừng video tại đây nha cả nhà. Em chúc cả nhà buổi trưa thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nè. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nhé.